Trời ơi hôm nay mình phải quay video clip um, mẫu số 5 của bài 18 Độ Thế mà mọi người cứ rủ mình ăn uống chứ Trời ơi Yukuri taberu dokoro de wa nai kero ne Yukuri taberu dokoro de wa nai ne. Vì sao ạ? Bởi vì bây giờ mình cần phải làm việc Mình cần phải chăm chỉ làm video và quay video với các bạn Mà mọi người cứ bảo là đi ăn đi Ăn xong ngồi lê la lê la lâu ơi là lâu Thì Yukuri được đồ 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 này nghĩa là không phải là cái lúc mà ăn một cách bình tĩnh chậm chạp như vậy không thể làm như thế được thì đó chính là mẫu cấu trúc dokoro dewa nai mà hôm nay chúng ta sẽ học ở bài số 18 mẫu số 5 này à, dokoro dewa nai ở đằng trước chúng ta có thể kết hợp với dạng vấp lư hoặc là danh từ để hàm nghĩa không phải là lúc mà làm việc đó nha hãy lưu ý nha và để hiểu rõ hơn thì chúng mình sẽ theo dõi một đoạn hội thoại sau đây nhé ズーン、どうしたのテストの成績いつもはもっといいのにいや先週は勉強どころじゃなくて何かあったのアパートの隣でね工事しててうるさいし水も止まるしほんとに最悪だったんだよねそれは大変だったね ででも、夜はさすがに工事ししないでしょそれがね工事が遅れてるみたいで、うん、毎日夜の10時くらいまでやってたの本当に信じられないまた大学の図書館も改装工事で閉まっていて行けなくてそうかそれはひどいね早く終わるといいねうん。 ズーン、どうしたのテストの成績、いつもはもっといいのにいや先週は勉強どころじゃなくて何かあったのアパートの隣でね工事しててうるさいし水も止まるし本当に最悪だったんだよねそれは大変だったねでも夜はさすがに工事しないでしょうそれがね 工事が遅れてるみたいで、うん、毎日夜の10時くらいまでやってたの本当に信じられないまた大学の図書館も改装工事で閉まっていて行けなくてそうかそれはひどいね早く終わるといいねうんズンどうしたの ベストの成績いつもはもはっといいいのにいや先週は勉強どころじゃなくて何かあったのアパートの隣でね工事しててうるさいし水も止まるし本当に最悪だったんだよねそれは大変だったね。 でも夜はさすがに工事しないでしょう。それがね、工事が遅れてるみたいで、うん、毎日夜の10時くらいまでやってたの本当に信じられないまた大学の図書館も改装工事でしまっていて行けなくてそうか、それはひどいね早く終わるといいね過分の話題でどころで話題はないはみんなが nên như để kết ở Tokyo đều này. đó không phải là cái tình huống là cái hoàn cảnh để chúng ta có thể làm việc đó. và lý có lý do nên suy yếu tay ya và cảm xúc của nản này bởi vì tất nghĩa là sử dụng trong trường hợp là có cái tâm trạng và cái cảm xúc của mình hay là cái tình huống đó nó không thể xảy ra được bởi vì nó có một cái lý do khác nghĩa là nó có một cái lý do Như mình nói là mình phải video thôi được cả đó dù cứ hoàn này cho nên mình không thể nào mà lại ăn một cách bình tĩnh được và cũng chẳng có cái cảm xúc cái tâm trạng nào làm việc đó thì đấy chính là cách dùng của docolo hoàn này không phải là lúc mà không phải là lúc mà làm việc đó bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số ví dụ để hiểu rõ hơn một chút này nhé ichibam shigoto ga isogashikute, cô hoàn này bởi vì công việc rất là bận rộn cho nên không phải là lúc mà đi du lịch 仕事が忙しくて旅行どころではない2番隣のテーブルの人たちがうるさくてゆっくり食事を楽しむどころではなかった隣のテーブルの人たちがうるさくてゆっくり食事を楽しむどころではなかった

Qua các ví dụ vừa rồi chúng ta sẽ thấy danh từ thì có thể kết hợp trực tiếp với dokoro de wa Ví dụ gakuse dokoro de hay là ryoko dokoro vân vân. Động từ thì chia về dạng vấp nghĩa là thể từ điển. cử dokoro de hay là ryoko cô do do dokoro de dokoro de wa nai. Dokoro thì hiện một có một tình huống nào xấu và không khả quan như là okane gà này không có tiền hay chỉ căng gà này không có thời gian hay là nó rất là urusai ồn ào hay là bị bioki bị bệnh cho nên là không phải là cái lúc làm việc đó nhá bận này không có tiền này ồn ào này uh, bệnh ốm này thì không có cái cảm xúc gì không phải là lúc để làm việc đấy đâu điều mình kỳ vọng mong muốn suy nghĩ thì không thể xảy ra ngoài danh từ hay là động từ ở đây thì còn có một cái sự việc quan trọng hơn Nghĩa là ngoài cái việc mà you được hay là điều cô đó thì chúng ta còn có những cái việc quan trọng hơn phải làm vào cái giờ phút này và để hiểu rõ hơn chúng ta cùng nhau luyện tập một số câu hỏi bên dưới nhé yatte mi ichiban shumi wa suki ga kyonen wa zutto isogashikute suki ni nani nani dokoro de wa nakatta sở thích của tôi là trượt tuyết thế nhưng mà Năm ngoái thì bận suốt thôi cho nên là tôi không không phải là cái lúc mà tôi đi trượt tuyết. Vậy ở đây sẽ là gì ạ? Iku ikeru ga tạo Đương nhiên sẽ là iku verb lưu mà, đúng không ạ? Sam như bảo shigoto dokoro de wa nai, không phải là cái lúc để làm việc. Vậy ở đây chọn là gì ạ? Naiyo ga muzukashikute. yêu nội dung khó thì không hợp lý rồi. Netsu ga vì bị sốt. Và cuối cùng đó là do kyu rẻ, do lương thấp cho nên ở đây chỉ có thể là B Do một cái có cái nguyên do gì đó mà không thể nào làm được nhá. Netsu ga atte shigoto dokoro de wa nai. 3 Nani nani kono hon o yomu dokoro de wa nakatta. Cho nên là không phải là cái lúc mà đọc cái cuốn sách này. Laikeku ga atte vì có khách đến, ji ga chisakute, megane ga nakute, không có kính nữa. Vậy thì ở đây là gì không phải là lúc mà. Cho nên đáp án đây có thể là A thôi bởi vì là có khách đến nên không phải là lúc phù hợp để đọc sách. Còn những cái việc này thì chúng ta vẫn có thể nhìn gần được, đúng không ạ? Đáp án A. Yomobau. Nodo ga itakute nani nani dokorore wa nai. Vì nó độ rất là đau cho nên không phải là lúc Hát karaoke nó đưa ra nói nhỏ hay là kusuri nô mực uống thuốc thì không phải. Đúng không ạ? Không phải là lúc uống thuốc, rõ ràng đau họng thì phải uống rồi. Và nói nhỏ cũng vậy. Cho nên ở đây chỉ có thể đáp án A. À, như vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong một cấu trúc Tokoro hoàn này. Một số năm trong bài số 18 rồi đấy. Uhm, nhanh nhở. Và chúc các bạn uh, có thể lấy ví dụ với mỗi cấu trúc này. Và đừng quên dùng cấu trúc này để nói chuyện trong cuộc sống nhé. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật thú vị cùng với học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. cô sẽ cho. Arigato gozaimashita. Bye bye. Hay bye bye.